Bản tin 6 giờ ngày 9 tháng 2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận tại ổ dịch Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Thông tin ca mắc mới cụ thể như sau. Bệnh nhân 2051, bệnh nhân nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Boyun, được cách ly từ ngày 29 tháng 1, kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 8 tháng 2 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 2052, bệnh nhân nam, 61 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung, kết quả xét nghiệm ngày 8 tháng 2 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 2053, bệnh nhân nữ, 60 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là vợ bệnh nhân 2052, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung, kết quả xét nghiệm ngày 8 tháng 2 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí. Tính đến 6 giờ ngày 9 tháng 2, Việt Nam có tổng cộng 1.163 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 470 ca. Số người cách ly 89.782, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 529, cách ly tập trung tại cơ sở khác 19.879, cách ly tại nhà nơi lưu trú 69.374. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 16 ca, lần 2 7 ca, lần 3 5 ca. Số ca điều trị khỏi 1.472 ca, số ca tử vong 35 ca.